Jogabola, Pizza Racer, bứt tốc tạo lối riêng. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Một trận derby giữa mùa hè đỏ lửa giờ đã được tưới mát bằng cơn mưa. Một trận derby của kem que và bia hơi Hà Nội. Một trận derby để đưa ra những lời khẳng định cho giai đoạn về đích của mùa giải 2023-2024. Ngần ấy thôi đủ để khiến cho chúng ta nóng lòng chờ đợi trận đấu derby của thủ đô giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 23 của V-League 1 2023-2024. Chào mừng quý vị và các bạn đến với những hình ảnh trực tiếp được truyền đi từ sân vận động Hàng Đẫy, và chúng ta sẽ đến với trận đấu tâm điểm ở vòng đấu này. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân bên phía đội chủ nhà trong trận đấu ngày hôm nay. Văn Hoàng là người nhận được niềm tin từ huấn luyện viên Daiki Iwamasa. Ở phía trước anh là Duy Mạnh, Thành Trung và Tim Hồ. Ở hàng tiền vệ của đội chủ nhà, chúng ta thấy những cái tên như Xuân Mạnh, Đậu Văn Toàn rồi cả Văn Xuân. Bên cạnh đó là Hùng Dũng. Văn Quyết sẽ đá ở phía sau của bộ đôi tiền đạo, đó là Tuấn Hải và Ta Quê. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là ông Lê Vũ Linh, cùng với đó là các trợ lý ông Hoàng Duy Tuất và ông Lê Trần Nghĩa. Còn đây là đội hình ra quân bên phía Công an Hà Nội trong trận đấu ngày hôm nay. Họ chơi với sơ đồ chiến thuật đó là 4-4-2. Đứng trong thành là thủ môn Nguyễn Philip, các trung vệ đó là Tuấn Dương, Việt Anh. Những hậu vệ biên đó là Văn Toàn và Tấn Tài. Tiền vệ trung tâm đó là Quang Hải và Thành Long. Những cầu thủ chạy cánh đó Văn Đức và Văn Thanh, đá cao truyền công Giovane và Jefferson. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên từ trọng tài Lê Vũ Linh. Trong hiệp thi đấu đầu tiên này thì đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội với trang phục áo màu tím quân vàng sẽ bảo vệ khung thành phía bên phải màn hình quý vị và các bạn. Khá tốt. Không được. Bóng đã không thể đến với vị trí của Tuấn Hải. Cú đánh đầu chuyền bóng, dứt điểm. Bây giờ là Văn Quyết sút bóng. Goal! Một trận derby và biểu tượng của Hà Nội FC đã giúp cho đội bóng của anh vượt lên. Một thói quen rồi, một thói quen khó bỏ với Văn Quyết. Những sự lập cập ở nhịp xử lý đầu tiên, nhưng mọi thứ trở nên hoàn hảo trong pha xử lý tiếp theo đó của Văn Quyết. Một tình huống quật bóng để loại bỏ được Bùi Hoàng Việt Anh. Trước đó Tuấn Hải là người đã mang tới cơ hội. Văn Quyết đã có một pha dứt điểm rất gọn gàng. Những tình huống tấn công biên đó, điểm mạnh của các cầu thủ Công an Hà Nội khi họ có những cầu thủ đá cánh rất tốt. Kiều Văn Hề sút bóng khá nguy hiểm. Văn Hoàng đã bảo vệ được cho khung thành của đội chủ nhà với một tình huống đổ người. Thêm một tình huống nữa mà Kiều Văn Hề đã gây được ấn tượng ở khu vực giữa sân. Đường chuyền nhanh của Tuấn Hải, bây giờ là Văn Quyết. Vẫn tiếp tục là Văn Quyết dẫn bóng. Văn Xuân xử lý tự tin. Ta Quê. Văn Xuân có cơ hội sút bóng. Không vào. Cái chân trái này không thể uyển chuyển và chính xác như cái chân trái của Văn Quyết trong tình huống trước đó. Điểm chạm của Ta Quê đã trở thành một đường chuyền để mang tới được khoảng trống cho Văn Xuân. Khá tốt, Quang Hải. Bây giờ là Hồ Tấn Tài. Vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Rất nhiều những nỗ lực tiếp cận rồi xâm nhập và dứt điểm. Vâng! Phan Văn Đức là người đã gỡ hòa cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Mano Polking đã có thể thở phào bởi vì học trò của ông Phan Văn Đức vừa tạo ra một bàn thắng cực kỳ đẳng cấp. Chúng ta đã nói rất nhiều về Phan Văn Đức, về sự chờ đợi của các cổ động viên dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội và cá nhân của Phan Văn Đức. Anh cần một lời khẳng định, và nó đã được đưa ra ở một thời điểm mà câu lạc bộ Công an Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Có nhiều khoảng trống, có kịp không? Pha băng lên rất nhanh của Tuấn Hải. Tuấn Hải xử lý như thế nào? Tuấn Hải vẫn không vào. Tuấn Hải không thể hài lòng với pha dứt điểm của mình.
Tiệp Hồ đã mang tới một cơ hội rõ nét dành cho Tuấn Hải. Một tình huống mở bóng ấn tượng của Tiệp Hồ, nó rất phù hợp với đà băng lên của Tuấn Hải và ở thế 1-1. Pha đặt lòng của Tuấn Hải đã không đủ để khiến cho trái bóng đi cuộn hướng vào khung thành của Nguyễn Philip. Trận đấu ngày hôm nay, một trận derby. Quang Hải sút bóng, không vào. Xem chút nữa thì tỷ số đã là 2-1 dành cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau nỗ lực xâm nhập của Quang Hải và Văn Thành, Quang Hải đã có một tình huống gạt bóng sang và Văn Thành dứt điểm nhanh. Phan Văn Đức quyết định phối hợp Jefferson Elias. Gheo Van Ê một tạt vào quá mạnh. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang cố gắng duy trì sức ép. Đánh đầu, Văn Thành đã đánh đầu ra ngoài. Quả tạt rất tốt, nhưng Vũ Văn Thành lại không có được một điểm chạm để có thể hướng trái bóng vào khung thành của Văn Hoàng. Đưa bóng vào, Tá Khuê, không vào. Tiếp tục là một cú dứt điểm khác, vẫn không vào. Hàng phòng ngự bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa rồi đã trở nên rối ren. Quả tạt là rất tốt đến từ Văn Quyết. Tạ Quế cũng đã có một pha bật cao đánh đầu khiến cho trái bóng đi trúng sang ngang. Sau đó thì Hồ Tấn Tài đã phá bóng không thực sự tốt và mang tới thêm một cơ hội cho các cầu thủ áo tím. Văn Quyết rất lộn xộn, Tuấn Hải dứt điểm vẫn không thành công. Lần này thì cả Bùi Hoàng Việt Anh cũng như là Nguyễn Philip đã từ chối nỗ lực của Tuấn Hải. Sút bóng nguy hiểm, không vào. Văn Hoàng vẫn có thể kịp thời phản xạ và cứu thua. Trước đó thì chúng ta cũng có thể thấy là Văn Hoàng đã có phần bị lỡ trớn, nhưng phản xạ của anh là đủ để giúp cho khung thành của Hà Nội FC được đứng vững. Everton, đây là cơ hội Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết. Tuấn Hải đang bị đau. Đánh đầu, không vào. Đó là pha đánh đầu của Ta Quê. Và Philip Nguyễn đã phản xạ tuyệt vời để cứu thua. Các cầu thủ Hà Nội cho rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ áo đỏ. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Anh Quang Long thân mến, có rõ ràng hay không? Bóng đã chạm tay rồi. Bóng có vẻ như là đã chạm vào tay của Giáp Tuấn Dương. Trực tiếp trọng tài Lê Vũ Linh sẽ tham khảo màn hình của công nghệ VAR. Một trận đấu quan trọng và sự cẩn trọng này của trọng tài Lê Vũ Linh cũng là một điều dễ hiểu. Một tình huống mang tính bước ngoặt. Và đúng như vậy, đó sẽ là quả đá phạt đền được dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Những góc máy quay chậm đã chỉ rõ ra rằng bóng chạm vào tay của Giáp Tuấn Dương. Một chiếc thẻ vàng cũng được rút ra dành cho Giáp Tuấn Dương. Văn Quyết và Nguyễn Philip. Văn Quyết, không vào. Sang ngang đã trở thành một vị cứu tinh cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Rất đáng tiếc cho Văn Quyết, rất đáng tiếc cho đội chủ nhà. Sang ngang khung thành của Nguyễn Philip đã cứu thua cho nhà đương kim vô địch. Khá tốt, cơ hội dành cho Hải Long. Hải Long, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với Hải Long. Một trận đấu có quá nhiều điều để nói về Hà Nội FC, về những cơ hội mà họ có. Lại là một tình huống 1-1. Và tạt bóng vào, đánh đầu, không vào.
Bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Văn Hoàng, đó là pha đánh đầu của Văn Thanh. Tình huống tạt bóng cực kỳ chính xác của Giovane. Đường chuyền dành cho Ta Quê. Bây giờ là Đinh Hải, một cầu thủ có khả năng tạt bóng tốt. Vẫn là Ta Quê. Ngả người và dứt điểm ngay, sút tiếp. Vẫn không vào. Tiếng còi đã vang lên từ trọng tài Lê Vũ Linh. Ông xác định là Ta Quê phạm lỗi với Bùi Hoàng Việt Anh. Anh Quang Long thân mến, tôi đang có cảm giác về một điểm nổ nào đó sẽ xuất hiện trong quãng hơn 10 phút cuối này. Everton. Ryan Hà. Pha mở bóng xuống khá tốt dành cho Văn Trương. Vẫn tiếp tục phối hợp, sút bóng kỹ thuật. Vào! Hùng Dũng đã có phần kém tiếng ở hiệp thi đấu thứ hai, nhưng anh đã xuất hiện ở thời điểm quan trọng nhất. Một pha dứt điểm bằng lòng trọng chân phải rất cơ bản, nhưng nó là sự tinh hoa, bởi nó đã mang lại sự hiệu quả tối đa trong một trận đấu derby thủ đô và giúp cho câu lạc bộ Hà Nội có được lợi thế. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Bây giờ là Văn Trường phối hợp khá tốt. Ryan Hà vẫn cố gắng chuyền bóng chứ không phải là một cú dứt điểm. Đình Hải, Vũ Đình Hải sút bóng không vào. Còn hơn một phút nữa, một quãng thời gian đủ để cho câu lạc bộ Công an Hà Nội tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Lê Vũ Linh. Đội bóng giành chiến thắng trong trận đấu derby thủ đô vòng đấu thứ 23 của V-League 2023-2024 là Hà Nội FC. Văn Quyết, Hùng Dũng là những người đã ghi bàn và giúp cho câu lạc bộ Hà Nội có được một chiến thắng quan trọng tiếp theo. Một con số 5 rất duyên giữa hai đội bóng, giữa hai đại diện đến từ thủ đô. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.